Người đàn ông đang đọc sách này tên là Tom, anh ấy đang kinh doanh một tiệm sách. Lúc anh còn đang đọc sách rất nhập tâm thì đột nhiên có một người phụ nữ đi vào, cô ấy tên là Sandra. Người phụ nữ này không hề đơn giản, gọi là cao thủ lừa đảo thì cũng không hề quá. Bắt đầu là từ lúc vừa bước vào tiệm sách và sau này cô ta sẽ dùng những thủ đoạn mà mình đã học được để lừa đi 350.000 đô của Tom. Bước đầu tiên là nhờ Tom lấy cho mình một cuốn sách uyên thâm, mục đích đơn giản chỉ là thông qua loại sách này để thu hút sự chú ý của Tom. Bước tiếp theo, Sandra nói rằng mình tìm cuốn sách này là để viết luận văn. Mục đích của bước này cũng rất đơn giản, chính là muốn để lại ấn tượng sâu sắc đối với Tom. Chỉ có hai bước đơn giản như vậy thôi mà Tom có vẻ đã thấy thích cô gái thông minh trước mặt rồi. Dù sao thì vẫn còn độc thân, trong lòng khó mà không có chút rung động nào được. Sau khi trang bị tâm lý sẵn sàng, Tom liền lấy hết dũng khí mời Sandra đi ăn. Theo lý mà nói thì Sandra sẽ phải đồng ý, dù sao thì đây cũng là cơ hội để có thể tiến thêm một bước tìm hiểu đối phương. Nhưng cô ấy lại từ chối, đây chính là chiêu lạt mềm buộc chặt ở bước thứ 3. Cơ hội tìm hiểu thêm về đối phương mất rồi thì làm sao mới lừa được tiền về tay đây. Giờ mới đến bước thứ 4 ra tay này. Sandra lấy lý do mình không mang đủ tiền bảo rằng lần sau nhất định mình sẽ quay lại trả. Và cuộc gặp gỡ lần sau mới chính là mấu chốt. Chẳng để Tom đợi lâu, ngay tối hôm đó Sandra đã quay lại, lúc này cũng đúng lúc Tom chuẩn bị đóng cửa tiệm về nhà. Sandra đi đến tận cửa trả tiền, nhân cơ hội này nhắc lại lời mời đi ăn ban sáng. Điều này khiến cho Tom vô cùng hứng khởi, ngay lập tức đồng ý. Hai người đi trên đường vừa nói vừa cười, lúc ăn cơm cũng vô cùng hăng say nói chuyện với nhau. Tom kể về những trải nghiệm trong cuộc sống của mình, anh chỉ ở một mình nên đương nhiên sẽ rất cô đơn. Sandra thì kể về sự bi thảm của mình, bố mẹ đều đã qua đời, bây giờ chỉ còn có thể dựa vào anh trai để sống. Cô còn rất thích đọc tác phẩm tình yêu đơn giản, nhưng lại không thể mua được sách gốc. Cô ấy nhắc đến tác phẩm này là để phục vụ cho việc phát triển tình cảm về sau. Biết được Sandra thích tình yêu đơn giản, Tom liền đưa cô ấy về tiệm sách, đưa cho cô ấy bản chính của tác phẩm. Nhìn thấy Tom tận tâm với mình như vậy, việc đã phát triển đến bước này, tình cảm của hai người cũng tăng lên, thế là bọn họ đã đến với nhau một cách rất tự nhiên. Từ đó trở đi, Sandra bắt đầu quan tâm đến Tom nhiều hơn, nấu cơm cho anh, cùng anh đi chơi. Và một đêm nọ, tiếng ồn từ đâu phát ra khiến Tom chú ý đến, anh ấy hỏi Sandra đang cãi nhau với ai vậy. Cô ấy nói rằng anh trai của mình cần tiền nên gọi điện quấy rầy mình. Sau một hồi được Tom khuyên bảo, tâm trạng của Sandra cũng dần trở nên tốt hơn. Không lâu sau đã đến sinh nhật của Tom, Sandra đã biểu hiện rất tốt vai trò của một người bạn gái. Nhưng ngày hôm sau, Sandra lại như biến thành một người khác, cả ngày cứ u buồn không vui khiến Tom rất lo lắng. Anh ấy hỏi cô đã xảy ra chuyện gì, Sandra lại nói rằng mình cần tiền. Anh trai cô ấy cần 350.000 đô để giải quyết vấn đề. Cô ấy muốn giúp anh trai chạy trốn. Tom cảm thấy nên dùng tiền để diệt trừ tai họa. Nhưng tận 350.000 đô, đây là một con số quá lớn. Nhưng sự thật là chúng ta vẫn chỉ là hai con người xa lạ. Câu nói này khiến cho Tom vô cùng kích động, anh xúc động nói, gặp được em chính là điều tuyệt vời nhất trong đời anh. Bởi vì yêu Sandra, Tom đã không do dự mà lấy ra số tiền lớn đó đưa cho cô đi giải quyết chuyện của anh trai. Tom muốn cùng Sandra đi giao tiền nhưng lại bị cô ấy từ chối. Để Tom có thể yên tâm, Sandra còn hẹn tối nay sẽ đến gặp anh ấy. Nhưng đến tối không nói cũng biết, Tom đã đợi rất lâu vẫn không thấy Sandra quay lại. Đến nơi Sandra sống thì lại thấy cửa khóa, rất rõ ràng rằng Sandra đã cao chạy xa bay rồi. Nói đến Sandra, ban đầu cô ấy không phải là kẻ lừa đảo mà là một con nghiện. Trong thời gian tạm tha vẫn phải ngày ngày bị túm về đồn thẩm vấn. Biết được cô ta lại hút ma túy, cảnh sát liền bắt cô ta ngay tại chỗ. Lúc này có một người đàn ông đi đến, bởi vì có người đàn ông này nên Sandra mới đi vào con đường lừa đảo. Người đàn ông này tên là Max, đừng nhìn vậy mà vội xem thường hắn ta. Chiêu thức lừa đảo của hắn người thường sẽ không thể nào ngờ tới đâu. Đối mặt với cảnh sát, Max lấy ra toàn bộ số tiền trên người mình, nhưng lại chỉ có mấy trăm đô, số tiền này chắc chắn là không đủ. Thế là Max đã gỡ cả đồng hồ của mình ra. Nhìn thấy chiếc đồng hồ này là hãng Rolex, vậy nên cảnh sát cũng không truy cứu tiếp nữa. Thế là cảnh sát và Max đã ngồi xuống nói chuyện, cuối cùng hai bên cũng đã thỏa thuận xong, dùng chiếc đồng hồ này để chuộc người ra. Vấn đề lại đến rồi, vậy tại sao Max lại chuộc Sandra ra? Bởi vì hắn ta muốn bồi dưỡng Sandra, sau đó lại lợi dụng Sandra để kiếm được nhiều tiền hơn. Sau khi Max đưa Sandra ra khỏi quán rượu, liền lấy ra một chiếc đồng hồ khác y hệt như chiếc vừa nãy đeo lại lên tay. Vậy có nghĩa là chiếc vừa nãy chỉ là đồ giả, nhưng làm gì có ai ngờ tới đâu. Tiếp đến là bồi dưỡng cho Sandra, Max chở Sandra rời khỏi khách sạn. Sau một khoảng thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi, Max đã chính thức bồi dưỡng Sandra. Đầu tiên là đọc báo, phải đọc cho bằng hết từ đầu đến cuối. Cô học ở đâu? Học viện Vasa. Cuốn sách cô thích đọc nhất là gì? Tác phẩm Ngước nhìn trời cao của Zora Neale Hurston. Và những lời nói này về sau sẽ được dùng để câu dẫn Tom. Ngày thứ hai là luyện diễn tập thực tế. Max đưa Sandra đến một khách sạn cao cấp, yêu cầu cô ta thuyết phục được một người đàn ông ở đây đưa cô về phòng trong vòng 40 phút. Bước đầu tiên là tiếp cận người đàn ông mặt đầy râu này. Sandra đi đến quầy gọi một ly rượu, sau đó chủ động chào hỏi người đàn ông.
Bước tiếp theo là liếc mắt đưa tình với anh ta. Sandra mời người đàn ông uống rượu cùng mình, sau đó người đàn ông cũng đã nhanh chóng lọt lưới mà đưa cô ta về phòng. Còn chưa đợi người đàn ông kịp làm gì thì bên ngoài đã vang lên tiếng gõ cửa. Anh ấy vừa mở cửa ra thì Max đã kích động xông vào với thân phận là bạn trai cũ. Hai người phối hợp ăn ý diễn ra một vở kịch cãi vã. Nhân cơ hội này, Sandra liền bảo rằng sẽ giải quyết mọi việc trong vòng 5 phút rồi mời người đàn ông ra ngoài một lát. Sau khi người đàn ông rời đi, hai người liền bắt đầu lục lọi tài sản trong phòng. Phi vụ kiểu thế này đối với Max mà nói chỉ là một chút thủ đoạn còn con mà thôi. Tiếp đến mới là phần đặc sắc hơn này. Hắn ta lại tiếp tục ra tay, con mồi tiếp theo là một vị tỷ phú và người phối hợp với hắn ta lần này là Madeline, để cho bà ấy ngụy trang thành mẹ của mình và kết hôn với tỷ phú. Khối tài sản kếch xù của ông ấy cũng đâu đó hơn 12 tỷ. Bước đầu tiên, người mẹ sẽ tức giận khóc lóc với tỷ phú kể về mối quan hệ không được tốt giữa mình với con trai. Bước thứ hai lại thêu dệt nên câu chuyện Max lập nghiệp thất bại, để tỷ phú biết được cuộc sống của Max cũng không dễ dàng gì. Bước thứ ba là phối hợp dựng lên một màn kịch, thuê một đám người giả làm cảnh sát đến điều tra Max, cố ý để cho tỷ phú và bà mẹ thấy được cảnh này. Tỷ phú muốn dùng tiền để cho êm chuyện, ba mẹ lại vạch trần cho bị bợm này của Max, thể hiện rằng mình rất buồn và thất vọng với Max. Bà ta làm như vậy là để thể hiện lập trường của mình, dễ dàng tạo lòng tin về sau với tỷ phú. Để khiến quan hệ của hai mẹ con bọn họ bớt căng thẳng, tỷ phú quyết định tìm cho hắn một công việc với mức thù lao hậu hĩnh. Mục đích cũng là để hắn ta rời khỏi đây. Đây lại vừa hay đúng như kế hoạch của Max, nhưng trước khi làm việc hắn muốn ông ta đưa cho mình 600.000 đô, có tiền rồi thì hắn sẽ hoàn toàn rời đi. Cả quá trình đều diễn ra vô cùng thuận lợi, Max nhận được tiền liền đến quán bar tụ tập với bạn bè quẩy tưng bừng. Nhưng đến lúc chia tiền thì hắn lại đưa cho tên giả làm cảnh sát một phần ít ỏi, điều này khiến cho tên kia vô cùng tức giận. Theo lý mà nói, giờ đã cuỗm được số tiền lớn như vậy rồi thì Madeline nên rời xa ông tỷ phú rồi mới phải. Nhưng không, bà ta vẫn ở lại bên tỷ phú bởi vì khối tài sản khổng lồ của ông ấy mới chính là mục tiêu thật sự của Madeline. Để độc chiếm gia tài của tỷ phú, Madeline đã báo cáo Max, khiến hắn ta chỉ đành phải chạy trốn. Không lâu sau, tỷ phú đã qua đời như bà ta mong muốn, luật sư cũng đã đến tìm bà để nói về di chúc mà tỷ phú đã để lại. Lúc này Tom cũng đã xuất hiện rồi, hóa ra Tom chính là con trai ruột của tỷ phú. 350.000 đô trước đây cũng là do tỷ phú đưa cho, dù vậy nhưng di sản phân chia lại nằm ngoài dự liệu. Madeline thừa hưởng đến 90% số tài sản tỷ phú để lại, trong khi Tom chỉ được nhận quỹ tài trợ trong số di sản đó. Đối với sự phân chia này, Madeline lại vẫn chưa hài lòng, thế là lại lên một kế hoạch lớn hơn. Sau khi thuận lợi thừa hưởng quỹ tài trợ, liền tìm trợ thủ về điều tra việc mình bị lừa. Sau khi nỗ lực điều tra, cuối cùng cũng đã tìm ra được tư liệu của Sandra, biết được thông tin của Sandra đều là giả, trợ thủ lại ra tay phân tích. Tuy rằng cô ta là một tên lừa đảo nhưng dẫu sao cũng chỉ là một cô gái, nếu thật sự chỉ một mình hành động thì sẽ rất khó, vậy nên đằng sau nhất định có người khác chỉ đạo. Nghe thấy lời phân tích này khiến cho Madeline có chút hoảng loạn, thế là bà ta lại lên một kế hoạch khác. Đầu tiên là làm một bàn đồ ăn thịnh soạn và mời Tom đến ăn, mục đích là muốn khuyên cậu hãy từ bỏ việc tìm kiếm Sandra đi. Cuối cùng thì Tom cũng bị những lời ngon ngọt của bà ta dụ dỗ mà miễn cưỡng từ bỏ. Nhưng còn chưa đợi cậu ra lệnh dừng lại việc tìm kiếm thì trợ thủ đã gọi điện thoại đến bảo rằng đã tìm thấy Sandra rồi. Tom bảo trợ thủ đưa cô ta đến biệt thự, anh sẽ lập tức quay về. Sau khi về biệt thự, Tom muốn nói chuyện với Sandra một mình. Madeline muốn vào cùng bọn họ nhưng lại bị từ chối. Việc này khiến cho bà ta bắt đầu lo sợ mọi việc sẽ bị bại lộ. Đợi đến khi Tom và Sandra nói chuyện xong, Madeline lại càng hoảng loạn hơn bởi vì Tom đã biết đến sự tồn tại của Max. Để biết thêm được nhiều thông tin hơn về Max, Tom đã quyết định giữ Sandra ở lại đây. Nghe vậy, Madeline chính là người đầu tiên đứng lên phản đối. Bà ta sợ Sandra sẽ nói ra nhiều chuyện hơn nữa. Nhưng cuối cùng vẫn không thể thuyết phục được Tom, dù gì đây cũng là chuyện của Tom. Thế là Madeline lại phải rút lui một bước để Tom tự mình giải quyết. Bây giờ phải đổi mục tiêu sang Sandra. Bà ta lén đi gặp Sandra. Sandra trực tiếp vạch ra bộ mặt giả tạo của Madeline bởi vì cô ấy đã biết bà qua lời của Max. Biết được Max vứt bỏ Sandra, Madeline đã đề nghị bồi thường cho cô ấy. Nhưng Sandra lại không muốn thứ gì cả. Cô ấy chỉ muốn gặp Max, lại còn lấy việc mình biết ra để uy hiếp Madeline phải dẫn mình đi cho bằng được. Chuyện đi đến bước này thì Madeline cũng chẳng còn cách nào khác, chỉ đành liên lạc với Max. Ban đầu là bà ta ép Max đi, giờ lại cũng chính bà xin Max quay lại. Đây đúng thật là đáng châm biếm mà. Madeline đã gọi cho Max không biết bao nhiêu cuộc, nhắn bao nhiêu tin, cuối cùng cũng đã liên lạc được với hắn ta. Madeline cầu xin Max có thể quay lại giải quyết ổn thỏa mọi chuyện, vậy mà Max cũng đã đồng ý. Thế là Madeline viện cớ muốn đưa Sandra đi hóng mát để ra ngoài. Trong thang máy, Sandra hỏi Madeline tại sao lại lừa đảo giỏi như vậy. Madeline chỉ trả lời ngắn gọn rằng đó là kỹ năng chơi ban. Chiếc xe đi qua một cây cầu lớn rất nhanh đã đến địa điểm bọn họ hẹn gặp mặt. Hai người dừng lại ở một công trường bỏ hoang. Sandra vừa nhìn thấy Max liền không nói nhiều lời mà xông đến giải tỏa ra hết nỗi uất ức trong lòng mình. Cô ấy chắc mắng tại sao Max lại vứt bỏ mình, chửi Max chẳng là cái thá gì cả.
Lucandra đang ép Mark phải nói ra lời xin lỗi thì đột nhiên lại có hai chiếc xe đi đến. Người đến không ai khác chính là Tom cùng trợ thủ. Trợ thủ trực tiếp vạch trần mục đích của bọn họ chỉ là vì muốn đến cướp đi di sản của tỷ phú mà thôi. Đầu tiên là kéo Tom vào lưới, mục đích là để anh ấy không có khả năng thừa hưởng di sản. Sau đó lợi dụng thủ đoạn đưa Madeline lên thay thế tỷ phú, thuận lợi hoàn thành mục đích. Trợ thủ ra lệnh cho Madeline phải giao lại di sản nhưng đương nhiên bà ta sẽ không để ý đến lời của ông ấy nói. Tom tức giận rút súng của trợ thủ ra. Lúc này Tom như phát điên, anh giơ súng đi về phía Madeline muốn giết chết bà ta. Nhưng may mắn Sandra đã nhào đến hất khẩu súng trên tay anh ấy đi. Khẩu súng rơi xuống dưới chân Madeline. Nhìn thấy Tom sắp chạy đến lấy súng lại, Madeline đã nhanh hơn một bước nhặt súng lên. Không ngờ lúc hai người xảy ra tranh chấp, Madeline đã bóp cò bắn chết Tom ngay tại chỗ. Trợ thủ nhanh chóng đổ hết trách nhiệm lên đầu Madeline, bà ta vì để chối bỏ tội trạng đã đề nghị bồi thường, bảo rằng sẽ trả lại toàn bộ số tiền kia cho Tom. Trợ thủ mới đồng ý không báo cảnh sát, xử lý nữa. Madeline điện thoại cho luật sư bảo ông ấy đem hết di sản của bà chuyển vào quỹ tài trợ của Tom, mọi việc đến đây là kết thúc. Trợ thủ đưa bọn họ đến sân bay, trên máy bay Max còn đang tiếc nuối vì cuối cùng cũng không có được số tiền kia. Madeline lại vô cùng ung dung, nói với Mark rằng quỹ tài trợ tuy là do Tom quản lý, nhưng hiện tại anh ta đã chết rồi, tiền lại về tay Madeline thôi. Kể đến đây, Sandra cảm thấy không thể chịu nổi nữa, liền rời khỏi chỗ ngồi đi vào phòng vệ sinh. Sau đó Madeline lấy khăn lau đi vết máu trên tay, lại không ngờ rằng thứ chất lỏng màu đỏ này thực chất không phải là máu. Nếu đã không phải là máu thì có nghĩa là Tom vẫn chưa chết, vậy đây chắc chắn là một vở kịch do bọn họ dựng lên. Madeline cảm thấy đây không phải là kế hoạch của Tom. Anh ta vốn dĩ không biết chuyện gì cả. Hai người đối chất một hồi mới hiểu ra tất cả mọi chuyện đều là do Sandra đứng sau gây nên. Madeline nhanh chóng đi vào phòng vệ sinh tìm Sandra, nhưng Sandra sớm đã rời khỏi sân bay rồi. Sở dĩ Sandra lên kế hoạch lần này là bởi vì cô ấy biết Tom chính là con trai của tỷ phú. Người cần đối phó phải là Tom mới phải. Cô ta muốn nhận tội bởi vì cô ta yêu Tom. Thế là cô đến tìm mua máu giả bọn họ đã tập luyện bao nhiêu lần mới bố trí nên được vở kịch lần này. Cuối phim, hai người quay lại nơi mà họ gặp nhau lần đầu tiên. Trong tiệm sách của Tom, Sandra cũng quyết định rửa tay gác kiếm, lần nữa hẹn Tom đi ăn tối. Lần này cô ấy sẽ không đi đâu nữa, hai người sẽ kề vai sát cánh bên nhau trọn đời. Bộ phim đến đây là kết thúc. Bộ phim này có tên là Kẻ lừa đảo. Các bạn thấy bộ phim này có hay không? Nếu thấy hay thì bình luận số 1, thấy cũng bình thường thôi thì bình luận số 2. Cảm ơn các bạn đã xem hết video của bọn mình. Xin chào và hẹn gặp lại!